2021-2022 tiếp tục là một năm học ấn tượng với thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy bởi những thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường Trung học Phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 13 năm 2022. Sau 2 năm liên tiếp phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đoàn học sinh của tỉnh tham dự kỳ thi đã vinh dự giành giải cao, mang về nhiều huy chương các loại. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy tham dự các môn thi Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp đã giành nhiều thành tích cao ở dân chơi khu vực với 55 huy chương và giải thưởng, đạt tỷ lệ 91,7% số học sinh tham gia đạt giải. Trong đó có 7 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 21 huy chương đồng và 16 giải khuyến khích. Với thành tích như vậy thì chúng em đã phải nỗ lực và ôn, luyện tập rất nhiều. Em cùng các bạn đội tuyển cảm thấy rất là tự hào. Và đây là một niềm động lực để cho chúng em cố gắng những kỳ thi tiếp theo. Đây là năm đầu tiên mà tôi đưa học sinh đi thi học sinh giỏi khu vực tại Hải Phòng. Kết quả của kỳ thi thì các em cũng làm bài khá là tốt và đạt được những cái thành tựu nhất định. Đây là một cái sự cố gắng rất lớn của giáo viên và học sinh. Qua đó thì cả giáo viên và học sinh đều rút ra cho mình những cái kinh nghiệm rất là lớn trong giảng dạy cũng như trong học tập. Những cố gắng và nỗ lực suốt một hành trình dài của các thầy cô giáo và các em học sinh giỏi ở các đội tuyển đã đem lại thành tích xứng đáng, đặc biệt trong 2 năm qua do dịch bệnh nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc ôn tập của các đội tuyển. Tuy nhiên, nhờ việc vận dụng linh hoạt các hình thức học trực tiếp và trực tuyến, phương pháp ôn tập khoa học sáng tạo đã mang về những trái ngọt, khẳng định được vị trí của nhà trường trong khối các trường chuyên trong khu vực. Đối với em thì được tham gia kỳ thi này là một niềm vinh dự và tự hào, bởi vì là được đại diện cho tỉnh Ninh Bình tham gia một kỳ thi, được giao lưu học hỏi. Qua kỳ thi này thì em sẽ thử sức mình trong những cái kỳ thi lớn hơn ạ. Thì để chuẩn bị cho các em học sinh tham gia kỳ thi này thì cả thầy cô và các em đã rất là tích cực ôn tập, chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, về kỹ năng và tạo tâm lý tốt nhất cho các em tham gia kỳ thi. Thì kết quả này sẽ là một cái động lực để cô và trò tiếp tục phấn đấu trong các kỳ thi tiếp theo. Được tổ chức từ năm 2008, kỳ thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ luôn thu hút được sự quan tâm của thầy cô và các em học sinh khối 10 và 11 đến từ các trường trung học phổ thông chuyên trong cả nước. Năm nay tham dự cuộc thi có 1.884 học sinh và hơn 700 giáo viên trong các khối trường trung học phổ thông chuyên đến từ 42 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là cơ hội để các em được giao lưu học hỏi cũng như tập dượt chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trong năm học sắp tới. Kỳ thi khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ là sân chơi trí tuệ của Hiệp hội các trường chuyên. Thông qua cái kỳ thi này thì để phát hiện ra những cái nhân tài, những cái em mà đã đạt giải trong cái kỳ thi khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ là những cái em làm nền tảng cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của các trường chuyên trong những cái năm tiếp theo. Chính vì thế mà nhà trường luôn xác định một cái định hướng, một cái kế hoạch, một cái lộ trình rõ ràng để các thầy cô và các em ôn tập tham gia dự thi đối với kỳ thi khu vực cũng như là cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các năm học. Kết quả hết sức tự hào của thầy và trò nhà trường tại kỳ thi đã thêm một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh, từ đó giúp các em thêm động lực để tự tin nỗ lực cố gắng, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, mang về vinh quang cho nhà trường và ngành giáo dục Ninh Bình trong thời gian tới.